Chiều qua, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang đã bắt quả tang một tài xế vận chuyển một lượng lớn hàng điện lạnh điện tử không có giấy chứng nhận hợp pháp đang trên đường vận chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh. Số hàng bị bắt giữ gồm 21 máy điều hòa nhiệt độ, 4 tủ lạnh, 4 cái bếp ga, 12 thùng bát. Tất cả hàng hóa do Nhật Bản sản xuất chưa kiểm tra chất lượng và đã qua sử dụng. Tài xế Nguyễn Hoàng Tâm, 27 tuổi, cư ngụ tại xã Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang khai nhận vận chuyển thuê số hàng này mà không biết chủ sở hữu là ai. Đến khi bị bắt thì mới biết đây là số hàng lậu.